Chào mừng các bạn quay trở lại với Evan Tặng Chó lần thứ 2 của chúng tôi. Evan Tặng Chó lần thứ 2 của Trung tâm Huấn luyện Chó Bảo Vệ dành tặng những anh em like page và subscribe kênh YouTube Chó Bảo Vệ. Đấy, thể lệ chương trình như sau. Các bạn hãy vào cái video này bình luận 3 con số may mắn nhất. Sau đấy tăng tên bạn bè của các bạn vào, nhờ bạn bè của các bạn vào like comment của chính các bạn. Ok, thể lệ chương trình rất là đơn giản. Các bạn hãy chia sẻ cái video này vào bình luận 3 số may mắn nhất. Sau đấy tăng tên bạn bè, nhờ bạn bè của các bạn like cái bình luận của các bạn. Và kết quả chúng tôi sẽ chọn ra 5 người, 5 người may mắn nhất có dự đoán gần đúng với 3 số cuối của giải đặc biệt Sổ số kiến thiết miền Bắc ngày 30 tháng 10 năm 2019. Chúng tôi sẽ chọn ra 5 người may mắn nhất, sau đấy trao giải cho người số like cao nhất trong cái bình luận của bạn đấy. Ok, các bạn đã hiểu rõ thể lệ cuộc thi chưa? Rất đơn giản, các bạn chỉ cần là người like kênh, like page Chó Bảo Vệ, sau đấy chia sẻ cái video này, bình luận vào 3 con số may mắn nhất. Và các bạn hãy tag tên những người bạn, nhờ những người bạn của các bạn like comment của các bạn. Ok, kết quả sổ số miền Bắc ngày 30 tháng 10 tôi sẽ tìm ra đúng 5 người may mắn nhất có dự đoán đúng hoặc gần đúng thấp hơn kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc ba số cuối của giải đặc biệt. Ok, hy vọng bạn may mắn nhất sẽ là người rất là đam mê, rất là yêu thích và có thể chăm sóc những con cún như này. Đây là con cún chúng tôi sẽ tặng cho các bạn, đây là con Malinois. Vì không đủ điều kiện thương mại nên chúng tôi sẽ dành tặng cho anh em. Và mỗi tháng một lần, các bạn hãy theo dõi page, theo dõi kênh YouTube, mỗi tháng một lần tôi sẽ tổ chức chương trình như này. Và các bạn hãy để tăng cái khả năng trúng thưởng của các bạn, các bạn có thể tham gia Evan ở ngay video này, hoặc các bạn sang kênh YouTube Chó Bảo Vệ tham gia Evan cũng là video như này. Đấy, tôi sẽ sổ cả hai kết quả sổ cả hai bên, cả bên kênh YouTube và cả bên fanpage Chó Bảo Vệ, và lấy kết quả chung cho 5 người có dự đoán đúng nhất, gần đúng với là kết quả gần đúng hoặc thấp hơn nhé kết quả sổ số miền Bắc ngày 30 tháng 10 đấy. Và những người có số lượng like bình luận cao nhất, người bình luận có cái số like bình luận cao nhất gần đúng trong 5 người đấy sẽ là người được tặng con chó này. Ok, chúc các bạn may mắn, chúc tất cả các bạn tham gia Evan vui vẻ. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Evan Tặng Chó lần thứ 2 của chúng tôi. Evan Tặng Chó lần thứ 2 của Trung tâm Huấn luyện Chó Bảo Vệ dành tặng những anh em like page và subscribe kênh YouTube Chó Bảo Vệ. Đấy, thể lệ chương trình như sau. Các bạn hãy vào cái video này bình luận 3 con số may mắn nhất. Sau đấy tăng tên bạn bè của các bạn vào, nhờ bạn bè của các bạn vào like comment của chính các bạn. Ok, thể lệ chương trình rất là đơn giản. Các bạn hãy chia sẻ cái video này vào bình luận 3 số may mắn nhất. Sau đấy tăng tên bạn bè, nhờ bạn bè của các bạn like cái bình luận của các bạn. Và kết quả chúng tôi sẽ chọn ra 5 người, 5 người may mắn nhất có dự đoán gần đúng với 3 số cuối của giải đặc biệt Sổ số kiến thiết miền Bắc ngày 30 tháng 10 năm 2019. Chúng tôi sẽ chọn ra 5 người may mắn nhất, sau đấy trao giải cho người số like cao nhất trong cái bình luận của bạn đấy. Ok, các bạn đã hiểu rõ thể lệ cuộc thi chưa? Rất đơn giản, các bạn chỉ cần là người like kênh, like page Chó Bảo Vệ, sau đấy chia sẻ cái video này, bình luận vào 3 con số may mắn nhất. Và các bạn hãy tag tên những người bạn, nhờ những người bạn của các bạn like comment của các bạn. Ok, kết quả sổ số miền Bắc ngày 30 tháng 10 tôi sẽ tìm ra đúng 5 người may mắn nhất có dự đoán đúng hoặc gần đúng thấp hơn kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc ba số cuối của giải đặc biệt. Ok, hy vọng bạn may mắn nhất sẽ là người rất là đam mê, rất là yêu thích và có thể chăm sóc những con cún như này. Đây là con cún chúng tôi sẽ tặng cho các bạn, đây là con Malinois. Vì không đủ điều kiện thương mại nên chúng tôi sẽ dành tặng cho anh em. Và mỗi tháng một lần, các bạn hãy theo dõi page, theo dõi kênh YouTube, mỗi tháng một lần tôi sẽ tổ chức chương trình như này. Và các bạn hãy để
để tăng cái khả năng trúng thưởng của các bạn có thể tham gia event ở ngay video này, hoặc các bạn sang kênh YouTube Trò Bảo Vệ tham gia event cũng là video như này. Đấy, tôi sẽ sổ cả hai kết quả, sổ cả hai bên, cả bên kênh YouTube và cả bên fanpage Trò Bảo Vệ, và lấy kết quả chung cho 5 người có dự đoán đúng nhất, gần đúng với là kết quả gần đúng hoặc thấp hơn nhé, kết quả sổ số miền Bắc ngày 30 tháng 10. Đấy, và những người có số lượng like bình luận cao nhất, người bình luận có cái số like bình luận cao nhất gần đúng trong 5 người đấy sẽ là người được tặng con trò này. Ok, chúc các bạn may mắn, chúc tất cả các bạn tham gia event vui vẻ. Xin chào các bạn. Đi vào.